Án đồ đó có liên quan tới Hoàng Thế Tông, cắt đất nhượng đã bị mất. Thần nghĩ chắc đã bị rớt trên đường chỗ nào. Công chúa, có phải là địa đồ hay không? Là địa đồ. Sao ngươi thấy được? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Công chúa, thần thật tình là yêu công chúa. Tên súc sanh ngươi, ngươi muốn làm gì? Bây giờ dù có kêu cứu cũng vô ích thôi. Cứu tôi, cứu tôi, bắt người ta. Không ai sẽ cứu cậu đâu, công chúa. Cứu tôi. Lý Mộ bất tài, xin công chúa đừng chê. Xin hạ giải kết duyên Loan Phụng. Công chúa, Lý Mộ biết là tội chết, nhưng mà Lý Mộ đối với công chúa là thật lòng. Trời cao có thể làm chứng. Ngươi tâm động đến gạt ta, còn nói là đối với ta thật lòng. Lý Mộ thật là đáng chết. Nhưng mà cả thái tử cùng Tề Dương cũng tán thành hôn nhân của chúng ta, cho nên tại hạ đã chịu không nổi sự dằn vặt nhớ thương công chúa. Vì trong phút nông nổi, họ tán thành. Họ điên sao? Họ tán thành. Lý Mộ đã chết. Công chúa, đừng có động ta. Công chúa,
Chúng ta trở về doanh trại rồi nói. Không về, ta phải về Tấn Dương. Công chúa, giờ đến nước này chúng ta đã là phu thê. Lý Mật ta cũng là một nam tử hán, cũng muốn được vang danh thiên hạ. Chẳng qua bao năm nay bôn ba không ổn định. Công chúa, nếu sau này phu thê chúng ta đồng tâm với nhau. Công chúa, công chúa, công chúa. Quân sư, đã kiếm khắp nơi vẫn không thấy. Không cần phải kiếm nữa, hãy vào chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai chúng ta trở về bẩm báo với lại thái tử. Dạ, thật ra chuyện này là thế nào? Ơ, châu báu đây là giả, tất cả là giả. Thật ra người có đi cứu Tần Diệu hay không? Quốc Trì Cung, người đã theo thái tử bao lâu? 10 năm. 10 năm? Được, ta nói cho người biết, mọi việc này đều do thái tử xếp đặt, có hiểu không? Tuân lệnh. Suốt đêm qua ngươi đã nằm mơ gọi tên Sơ Trần. Trời cao thì treo gẹo người, mới vừa đoàn tụ lại phải xa nhau. Ngươi với cô ấy, hai người đã quen nhau bằng cách nào? Ta đến Tư Không phủ gặp cô một lần, sau đó Dương Tổ phải cậu giết ta. Cô không nhẫn tâm và cùng bỏ trốn với ta. Điều này là đại hạnh trong bất hạnh hay là bất hạnh trong đại hạnh? Đương nhiên là điều may mắn. Điều bất hạnh là chúng tôi sinh ra trong thời loạn. Lý tưởng của cổ so với tranh giành quyền thế như đàn ông chúng ta thì có khác. Cái cổ đeo đuổi là một thời thế thanh bình. Ta chưa bao giờ gặp người đàn bà có tấm lòng giống như cổ. Tại sao cổ lại có tư tưởng như vậy? Thật ra thân thế của cổ thì rất là gian khổ. Mất cha mẹ từ nhỏ, sau đó bị đưa tới địa cung làm ám nhân, tiếp nhận cuộc huấn luyện gian khổ, phải nghe lệnh của Dương Tố đi ám sát địch nhân. Cổ thường hay bị thương nhưng mà không chịu chữa trị. Tại sao lại tự ngược đãi mình? Bởi vì cổ có tấm lòng lương thiện nhưng đồng thời có bàn tay đẫm máu. Nỗi đau đớn khiến cho cổ bị tê dại. Trong thời thế hỗn loạn này, cô cảm thấy vô vọng nên cô chờ đợi cái chết. Sau đó thì cô đã phản kháng, cô bỏ trốn ra ngoài. Nhưng mà ta lại không có năng lực bảo vệ cho cô. Ta mắc cỡ với cô, ta vô dụng, ta đáng chết.
Cô là ai? Đã đến bao lâu rồi? Nữ thi thần. Không đúng, chắc là có âm mưu. Cung tiễn thủ chuẩn bị bắn tên. Khoan đỡ. Phải rồi, tất nhiên là cậu. Không sai, bên dưới công chúa. Cái gì? Là con gái của Lý Nguyên. Cô đến đây làm cái gì? Tới đây nạp mạng. Vô. Vô mau. Đi. Hả? Quang Nguyễn, tại sao lại tới đây? Nhị ca. Kiến Thành và Nguyên Cát đâu? Hả? Bọn họ ăn hiếp mũi. Hả? Nhị ca. Xảy ra chuyện gì? Nói cho nhị ca biết. Hả? Nói cho ta biết. Đừng. 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 Cứu tôi. Mùi không biết mình còn có thể đi đâu. Mùi đã quá tuyệt vọng. Chỉ nghĩ tới nhị ca. Quynh là người thương mùi nhất. Mùi đã lầm to. Lúc trước mùi ngang ngược, không nghe lời. Ở trong cung, muốn gì được đó, không ai dám cãi. Quang mùi, lúc trước chúng ta còn ở Tấn Dương, cứ cảm thấy mơ hồ, mọi việc trên đời đều thuộc về mình. Nhưng mà không ngờ, vừa ra khỏi hoàng cung thì ta quá yếu đuối. Ngay cả bà mũi của mình cũng không bảo vệ được, để mũi phải chịu sỉ nhục như vậy. Lý Mật tên cậu tặc này, hắn thật giống không phải là con người. Lý Thi Dân này xin thề với trời, chỉ cần ta còn mạng sống, tuyệt đối sẽ không giết Huyền Ai. Nơi nào ta bị té ngã thì nơi đó ta sẽ đứng lên. Trang chủ, có thấy Hồng Phát hay không? Dạ không. À, có thấy Hồng Phát hay không? Dạ không. Trang chủ, có thấy Hồng Phát hay không? Dạ không thấy. Tam ca, muội ra.
Trại chủ. Trại chủ. Trại chủ. Trại chủ. Trại chủ. Con tưởng là trại chủ đã quên Giang Tĩnh. Sao ta lại có thể quên ngươi được? Đa tạ trại chủ. Giang Tĩnh có thể làm tham mưu cho người, giúp cho trại chủ đạt được nguyện vọng. Giang Tĩnh đã sớm nghĩ sang cách để đẩy Lý Thế Dân và Lý Tịnh vào con đường chết, mà không cần trại chủ phải động đến một ngón tay. Nếu trại chủ còn do dự sẽ mất đi cơ hội tốt. Trại chủ, Nam Tử Hán Đại Trương Phu muốn thành tựu đại sự nghiệp thì nhất định ra tay độc ác ít nhất một lần. Mở cửa. Dạ trại chủ. Tạ ơn trại chủ. Tạ ơn trại chủ. Đa tạ trại chủ. Trại chủ anh minh, Giang Sơn và Mỹ Nhân ngài đều có thể đoạt được. Cái tên bất nhân bất nghĩa không biết mất khỏi như ngươi. Hồng Phất là nghĩa muội của ta, Lý Tịnh là bằng hữu của ta. Ta thà bỏ cả thiên hạ, bỏ cả Mỹ Nhân, nhưng mà hai chữ tình nghĩa tuyệt đối không bỏ. Đại ca, 2 ngày thời gian có đủ không? Nếu như không đủ thì cho đủ 3 ngày. Lý quân sư, ngươi thử nghĩ coi. 2 ngày sau, để cho họ đánh nhau sống chết tại Hổ Lộ Quan, rồi chúng ta đến cũng không muộn. Đến lúc đó, nếu đầu của Tần Dương vẫn còn, vậy thì mình sẽ tặng thêm một đao nữa phía sau lưng. Thái tử, đại tướng Lưu cũng nên khởi hành. Không thấy ngựa của ta đang cỏ hay sao? Tới lúc thích hợp ta sẽ hạ lệnh. Không phải chuyện của người, lui ra. Quân sư quả thật thông minh. Chỉ cần chúng ta dừng ở đây 2 ngày, để chờ khi quân liên minh chặt đầu khoáng xuống rồi, chúng ta sẽ tới Hổ Lộ Quan. Như vậy là có thể về nói với phụ dương một câu, cứu viện không kịp thì có thể tránh hết tội lỗi. Có thể mừng đại giết người, còn có thể trả lời với phụ dương. Thái tử, việc này khi thành công, mong rằng hai vị nói dùm vài lời tốt cho tại hạ trước mặt của Đường Dương hả? Ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay thì ngươi trở thành phò mã của Lý Phủ hả? Đa tạ thái tử, đa tạ Tề Dương. Mau chạy. Xảy ra chuyện gì?
quả rồi. Quả rồi, mau thả chúng tôi ra. Quả rồi, phải làm sao bây giờ? Cứu mọi người, thả chúng tôi ra. Bây giờ chưa, bây giờ chúng ta làm sao ra ngoài được? Bây giờ phải làm sao đây? Không được, thả chúng tôi ra. Làm sao ra ngoài? Mau, cứu lửa, cứu lửa, mau 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 lên, mau lên, mau lên, cứu lửa, mau lên, mau mau. Nửa đêm nổi lửa, nhưng để có người tập kích, đã biểu các người phải canh chừng mà. Mặc cứu quả. Dạ. Bấm đại dương cần cứu con tin hay không? Cứu. Con tin trong phút chốc bọn họ chưa có cháy được đâu. Cứu quả trước. Dạ. Mở lên, đã chưa ra. Mở lên, mở lên. Cứu lửa, mở lên. Mở lên, cứu lửa. Cứu lửa, mở lên. Nè, cứu lửa, mở lên. Thì mau, mở lên. Thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra. Nè, thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra. Thả chúng tôi ra. Không có lệnh của đại dương, chúng tôi không thể mở cửa. Không lẽ muốn nhìn thấy chúng tôi bị chết cháy? Bất thì phải, mau thả chúng tôi ra. Nè, người đại dân, thả chúng tôi ra mau. Thả chúng tôi ra. Mau lên. Nè, người đại dân. Nè, bắn cứu lửa đi. Cứu lửa, cứu lửa. Mau lên, cứu lửa, cứu lửa, mau lên. Cứu lửa, mau. Cứu lửa, mau. Cứu lửa, mau. Cứu lửa, cứu lửa. Dừng thế xong. Còn diễn khách. Đi lại. Cứu lửa, cứu lửa. Đỡ cho ta. Bắt hắn lại. Tướng công, tránh ra! Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Phu nhân. Chạy mau. Nè, đi, đi, đi. Đừng tới. Hoàng đại nhân chết rồi. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân, phu nhân, ta có nhiều lời muốn nói với phu nhân. Phu nhân không thể chết, có ta ở đây, không để cho phu nhân chết.
Tóc con muội bây giờ đẹp hơn nhiều, phải không Tương Công? Rất đẹp. Chàng còn nhớ lúc trước? Phu nhân còn nhớ? Đương nhiên là nhớ. Gương mặt lúc trước của chàng muội vẫn nhớ rõ ràng. Đứng dậy mau. Lúc đó chàng được quan binh du quan và giam vào ngục. Trên đường đưa tới biên quan đã ở nhà của muội. Đó là lần đầu tiên muội nhìn thấy quân. Cô nương, đừng nói nhiều, yên tâm mà ngủ. Muội thử nhầm độc thảo nên chỉ một đêm tóc muội bạc hết. Nhìn thấy mình xấu xí, muội sợ quá. Sợ từ đó chàng sẽ không nhìn muội nữa. Không ngờ khi chàng nhìn thấy mặt muội, ánh mắt của chàng lúc đó quá dịu dàng. Từ đó muội hiểu được suốt đời này muội chỉ muốn được ở cạnh chàng. Vết thương của chàng càng hồi phục thì muội càng không đành xa chàng. Muội sợ ngày chia tay sắp tới, muội không dám hy vọng chàng vĩnh viễn ở cạnh muội, chỉ biết ngày đêm cầu nguyện ngày mai sẽ không phải là ngày chia tay. Tại sao lại buồn rầu như vậy? Không thấy vui cho huynh sao? Muội cũng biết khi vết thương của huynh lành sẽ đi trả thù cho muội muội huynh. Muội chỉ sợ huynh bỏ đi sẽ không về. Ân tình của muội đối với Trương Mỗ này, cho dù có chết cũng chưa đủ để đền đáp. Cô nương, tôi là ta bất tài, nhưng mà nếu cô không chê, hãy làm nương tử của Trương Mỗ này. Chàng đã nói một câu mà muội chờ từ lâu, nhưng muội cũng không thấy vui, vì muội biết
huynh chỉ có lòng cảm kích muội, chứ không phải tình yêu. Lấy một người không yêu mình, cảm giác cô độc còn đau khổ hơn là lúc tuổi về già. Chào huynh à, làm đồ ăn. Muội đi, huynh bảo trọng. Đứng lại. Cô nương gần gũi với ta đã làm quỷ hoại trinh tiết của cô. Đại trưởng phu đâu có thể nào vô trách nhiệm như vậy. Không có chàng, muội sống như đã chết. Chỉ cần được ở gần chàng, chỉ cần khóc vì chàng, cười vì chàng, những điều khác không còn quan trọng. Tôi không cần điều gì khác, chỉ cần có thể sống chung với phu nhân tôi già, để đối đãi tốt với phu nhân. Không nên đau lòng vì muội. Cho dù là muội đi tới chỗ nào, muội cũng sẽ phù hộ cho chàng và yêu chàng. Lúc trước ta không biết trân quý phu nhân, bây giờ ta biết. Nhưng phu nhân đừng quá nhẫn tâm, Đăng Lý phải cho ta một cơ hội để thay đổi. Bây giờ chàng bù đắp cũng chưa muộn. Phu nhân cứ nói, tại vì phu nhân làm bất cứ chuyện gì. Muội chỉ muốn nghe, muội chỉ muốn nghe một lời, dù chàng lừa gạt muội cũng được. Không, ta không lừa gạt phu nhân. Thật ra muốn nói với phu nhân từ sớm. Chẳng qua lúc trước ta ngu ngốc, khờ dại. Tôi yêu bà, tôi yêu bà. Chắc chúng ta đã khiến cho họ bị thất vọng. Ở bên Hổ Lộ Quan, hãy để cho họ chém giết lẫn nhau. Ta sẽ cùng Tam Ca trở về Ngõa Cương Trại, sau đó đi kiếm Hồng Phất. Lần này tạm biệt, hai ngày tái ngộ. Gặp được Hồng Phất, chuyển lời ta hỏi thăm cổ. Được,
Mong là khi chúng ta gặp lại, đó là ngày người bình định thiên hạ. Lý Tịnh, ngươi là một nhân tài cứu thế. Bây giờ Văn Cảnh, Ngụy Trưng có ý định đi theo ta, tại sao Lý Quỳnh chưa chịu gia nhập? Chúng ta sẽ cùng sáng tạo một thời thế thái bình. Bây giờ Hồng Phất không biết ở chỗ nào. Để khi kiếm được cổ, ta chắc chắn đi kiếm Tần Dương. Được, quyết định như vậy. Quyết định như vậy.